Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phải tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì đại Bồ Tát ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thường chẳng nên xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí và việc tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa này, như thật tu hành trải qua khoảng khải móng tay thì nhóm phước đức mà đại bồ tát ấy đạt được số lượng rất nhiều giả sử có người giáo hóa các loài hữu tình cả tam thiên đại thiên thế giới đều khiến an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã hoặc khiến an trụ giải thoát và giải thoát tri kiến hoặc khiến an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán hoặc khiến an trụ quả vị độc giác thì người ấy tuy thu hoạch vô lượng phước đức nhưng còn chẳng bằng vị đại Bồ Tát kia. Đối với bát nhã ba la mật đa này, như thật tu hành trải qua khoảng khải móng tay. Vì sao? Này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa như thế có khả năng phát sanh tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã, có khả năng phát sanh tất cả giải thoát và giải thoát tri kiến, có khả năng phát sanh quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, có khả năng phát sanh quả vị độc giác, có khả năng phát sanh quả vị giác ngộ cao tột. Tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác hiện tại ở trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đang được xuất hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở đời quá khứ đều do bát nhã ba la mật đa như thế đã được xuất hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở đời vị lai đều do bát nhã ba la mật đa như thế sẽ được xuất hiện lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành bát nhã ba la mật đa trong khoảng giây lát hoặc nửa ngày hoặc một ngày hoặc trải qua một tháng, hoặc trải qua một năm, hoặc trải qua trăm năm, hoặc trải qua một kiếp, hoặc trải qua trăm kiếp, cho đến hoặc trải qua vô số kiếp, thì phước đức đạt được của Đại Bồ Tát ấy rất nhiều số lượng, vượt qua phước đức đã đạt được của người giáo hóa các loại hữu tình trong hằng hà xa số thế giới khắp mười phương, đều khiến an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã hoặc khiến an trụ giải thoát và giải thoát chi kiến, hoặc khiến an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán, hoặc khiến an trụ quả vị độc giác. Vì sao này thiện hiện? Do vì bát nhã ba la mật đa này xuất sanh tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, quá khứ vị lai hiện tại, vì các hữu tình như thật an lập bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã vì các hữu tình như thật an lập giải thoát và giải thoát tri kiến, vì các hữu tình như thật an lập quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, vì các hữu tình như thật an lập quả vị độc giác, vì các hữu tình như thật an lập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cho nên số phước đức này vượt qua phước đức kia.